Bây giờ đàn bò này sẽ dẫn chúng ta vào một khu rừng thật đặc biệt và làm một công việc rất là đặc biệt. Vâng, xin mời quý vị và bà con cùng theo dõi video cùng chúng tôi nha. Xin chân thành cảm ơn nha. Bà con nha, bây giờ là trồng cây rừng nha bà con. Bà con theo dõi video clip với những hoạt động trồng cây rừng của thành phố Đà Nẵng. Đó. Mục tiêu là trồng 100 hecta phủ xanh đất trống đồi trọc của thành phố Đà Nẵng. Đó. Đó, bà con làm việc là khá vất vả. Mời quý vị hưởng ứng và bấm like chia sẻ video nha. Theo dõi các cái hoạt động trồng cây với gia đình chúng tôi. Đó. Nè, anh nữa là trang nuôi heo kìa. Trồng cây này ngày là hơi triệu rưỡi cho mấy. Trồng cây hay ra rừng. Một trang khơi vòng là 5 triệu rưỡi rồi. Trong ở đây được 5 người huy chương vàng. 2 triệu rưỡi là mấy cho mấy người thôi là vấn đề chứ. 2 triệu rưỡi. Con thu nó đi vòng là lên 5 triệu rưỡi là không được ngoài tỷ. Không có cái gì, không có bạn. Đưa ta tư tưởng phát biểu đi. Đây là tư tưởng phát biểu. Cốc phát biểu được không? Lòng cao nước của anh như heo. Ê, cốc cốc bể nào, bể nào. Bể nào bể. Cái trồng luôn đi. Cái hàng ở đây này con lấy xe máng chạy lại là gấp đi cực quá. Mưa chạy chạy đất em bỏ xong trồng xuống xe. Mô chạy cái xe máng đợi cho ơn nữa kìa. Đủ cài đấy chứ, cài còn nhiều lắm. Không dữ. Thôi đừng chở qua đây nữa con mày. Để ông chở lên kia cho trời cho mấy chú chồng vô lên đi. Để ông chở lên để ông kia. Tại vì để ta núi ta đưa ra núi riêng tắt ta đưa cho mình thì. Này hết chỗ luôn. Cái cần mấy? Cái cần gì đó ra được cái gì?
nóng cầy ta vô nó nha. Nghe ngửi. Mẹ qua nóng cầy ta vô nó. Đi qua thớt cho mẹ có tóm á. Ngang hả? Qua một vỏ hâu cũng quệ mẹ á. Video chơi đó hả? Em rửa tay.